Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Trương Diệu sinh ngày 29 tháng 4 năm 1997, sinh ra tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, chiều cao 1m80 và thuộc nhóm máu AB. Trương Diệu trước khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ còn là một chàng trai học chuyên ngành tài chính và chưa bao giờ tham gia diễn xuất. Vào năm 2017, bộ phim dành cho giới trẻ Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân ra thông báo casting diễn viên cho các nhân vật trong phim. Nhân cơ hội này, Trương Diệu đã gửi một video cho đoàn phim. Sau khi xem video mà Trương Diệu gửi đến, đoàn phim đã cảm thấy rằng anh rất giống với nhân vật Lý Ngư bước ra từ kịch bản. Vì vậy, vai diễn Lý Ngư nhanh chóng được xác nhận. Sống Không Dũng Cảm Uổng Phí Thanh Xuân do Hầu Minh Hạo và Vạn Bằng diễn chính đã lên sóng vào năm 2018. Từ vai diễn đầu tay này, Trương Diệu đã chính thức bước vào làng nghệ thuật biểu diễn. Năm 2018, bộ phim Yêu Đầu Bếp Nhà Bên đã khai máy. Trương Diệu vào vai nam chính đầu bếp Chu Vi Ân, đóng cùng với nữ diễn viên Vương Sa Sa. Yêu Đầu Bếp Nhà Bên đã lên sóng vào tháng 2 2020 trên trang mạng Ái Kỳ Nghệ. Đầu năm 2019, bộ phim cổ trang Một Tấc Tương Tư truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả từ Vi Lưu Niên khai máy. Trong phim, Trương Diệu vào vai nam chính Tả Khanh Từ, đóng cùng với nữ chính Trương Nhã Khâm. Hiện phim vẫn chưa có lịch chiếu. Đến tháng 10, 2019, phim điện ảnh Em Có Thời Niên Thiếu do Dịch Dương Thiên Tỷ và Châu Đông Vũ chủ diễn chính thức ra rạp. Trong phim, Trương Diệu xuất hiện với vai diễn phụ Lý Tưởng. Đầu năm 2020, bộ phim Em Là Người Tốt Nhất Thế Gian lên sóng. Trong phim, Trương Diệu vào vai Hứa Phóng, diễn cùng với nữ diễn viên Tống Y Nhân.